Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột điều tra bắt giữ xử lý một nhóm đột nhập nhà dân trộm cắp gần 700 triệu đồng. Sau một thời gian dài tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ phá án đã làm rõ bắt giữ 3 đối tượng gồm Ido Adarung 43 tuổi, Y Phú Buôn Giá 14 tuổi và Đào Đăng Anh Dũng 46 tuổi cùng trú tại xã E Nhôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra, tối 25 tháng 12 năm 2021, Ido và Y Phú đến nhà một người quen ở huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk ăn nhậu. Đến khoảng 1 giờ sáng, Y Phú chạy xe máy chở Ido về. Trên đường qua thôn 7, xã Chư Bua, thành phố Buôn Ma Thuột, cả hai thấy nhà một hộ dân đang sáng điện và không đóng cửa nên đã đột nhập trộm cắp. Lúc đó, Y Phú đứng ngoài cảnh giới, còn Ido lẻn vào trong nhà lục tìm lấy các 4 chiếc điện thoại di động và 684 triệu đồng. Sau đó, cả hai chạy xe máy về nhà của Dũng rồi cùng chia nhau số tiền trên để tiêu xài. Trong nhóm này, Ido Adarung từng có 2 tiền án về các tội phá hủy công trình an ninh quốc gia và cố ý gây thương tích với tổng mức án 18 năm 6 tháng tù giam. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục truy thu tang vật và tài sản trong vụ án để trả lại cho gia đình bị hại.